Theo người phát ngôn chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo Lambert Mende, quân chính phủ đã tiêu diệt 120 phiến quân và bắt giữ 12 tên, trong khi đó đã có 10 binh sĩ quân đội thiệt mạng. Các cuộc xung đột giữa quân chính phủ và phiến quân M23 bùng phát từ ngày 14 tháng 7 tại tỉnh Bắc Kivu và hiện vẫn đang tiếp diễn. Trước đó, một lực lượng gồm khoảng 3.000 binh sĩ của Liên Hợp Quốc được huy động từ Malawi, Nam Phi và Tanzania đã được phái tới miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Lực lượng này kết hợp với 17.000 binh sĩ Liên Hợp Quốc đã được triển khai tại khu vực có nhiệm vụ bảo vệ dân thường. Trong khi đó, Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế cho biết số người tị nạn từ miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo sang Uganda đã lên khoảng 66.000 người. Còn theo số liệu của Liên Hợp Quốc, giao tranh giữa các tay súng phiến quân M23 và quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo tại tỉnh Bắc Kivu từ tháng 5 năm 2012 đã buộc hơn 475.000 người phải sơ tán. Sự giàu có về khoáng sản đồng, dầu mỏ, kim cương, bạc, kẽm và urani cũng là nguyên nhân chính khiến miền đông nước này luôn trong tình trạng xung đột vũ trang với sự tham gia của nhiều nhóm trong suốt hai thập kỷ qua.